Thưa quý vị, tại tỉnh Quảng Bình, mưa đã giảm, tuy nhiên nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu do nước rút chậm. Để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, trước mắt chính quyền các địa phương đang phối hợp triển khai hỗ trợ nhu yếu phẩm, đảm bảo không để người dân nào bị thiếu đói do mưa lũ. Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng của hoàn lưu bão số 6, với hơn 1.000 nhà dân ngập trong nước, trong đó 840 nhà dân ngập trên 1 mét. Trụ sở một số cơ quan như trạm y tế, các trường học cũng bị ngập sâu. Hiện nhiều tuyến đường vẫn còn bị chia cắt, khiến việc tiếp cận gặp khó khăn. Lụt vẫn to, sự bất ngờ là nó vào ban đêm, gia đình là trở tay không kịp, cho nên các đồ trong nhà là phải chịu thiệt hại. Trong những ngày vừa qua, với phương châm 4 tại chỗ, chính quyền địa phương đã chủ động tập trung triển khai các phương án hỗ trợ người dân bị ngập lụt. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh đã trích hơn 200 triệu đồng, thành lập các đoàn công tác, phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm, trực tiếp về các khu dân cư ngập sâu để kịp thời hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Chính quyền cũng có tới thăm hỏi thì đội ủng hộ thì cũng có một buổi qua để ăn trong mấy ngày lụt. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện đã họp và phân công 5 đoàn trực tiếp xuống các địa bàn để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Trước mắt là ổn định đời sống cho bà con, và với phương châm thì nước rút đến đâu là thu dọn đến đó, thì đảm bảo sớm ổn định sản xuất cũng như sinh hoạt của bà con. Hiện mực nước tại các khu vực ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn cao. Chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo các xã rà soát, nắm chắc số hộ dân bị cô lập do lũ lụt, có phương án cứu trợ, sẵn sàng các phương án lực lượng và thuốc men để khắc phục hậu quả sau khi lũ rút, hạn chế dịch bệnh xảy ra.